Tiên tri chuẩn xác, Mậu Ngọ sinh năm 1978, vượt hoạn hạn, đón thời giàu sang, tháng 3 âm lịch cực giàu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng KB Tử Vi trong chương trình Tử Vi hàng tháng mới nhất của các con giáp. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải đang quá xa vời với chúng ta? Thực tế thấy rằng, có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn, thiết nghĩ đó cũng là chuyện thường tình trong kiếp sống nhân sinh đúng không quý vị? Vì vậy nên, bí quyết để chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này chính là biết đủ, biết tận dụng thời vận tốt để phát huy nó, tạo ra nhiều kết quả và thành công. Từ đó, số mệnh của chúng ta có thể thay đổi được, mà thời vận chúng ta có thể biết trước được thông qua tử vi phong thủy, để từ đó tìm cách cải vận, đạt được những kết quả tốt nhất trong công danh, sự nghiệp tài lộc cũng như tình duyên, gia đạo. Và trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay, ban biên tập chương trình KB Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng này, công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của bạn sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, mời quý vị theo dõi video chi tiết ngày hôm nay. 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2024. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mệnh thiên thượng hỏa, trời sinh họ có tính cách hướng ngoại, thích náo nhiệt cũng rất thạo chuyện xã giao. Tuổi Mậu Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này rất năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Cuộc đời thường gặp quý nhân chỉ lối dẫn đường, khiến cho vận thế và sự nghiệp của Mậu Ngọ là khá tốt, dễ giành được thành công. Người này có lòng đam mê công việc và có tham vọng là khá lớn. Tiền vận lắm vất vả nhưng hậu vận thì an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 58 tuổi trở đi trong cuộc sống. Mậu Ngọ là người giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Họ cũng là người giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao. Tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ luôn thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bản tính tò mò, hiếu kỳ hay lo chuyện bao đồng, con giáp này rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp rất nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi Mậu Ngọ đã bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt Mậu Ngọ còn rất nổi bật với những ưu điểm như có ý chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén. Trong quan hệ xã giao, Mậu Ngọ là người chân thành, đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi, cởi mở, dí dỏm, vui vẻ, quan niệm thiện ác văn minh, sống lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan và thích sống tự do, thoải mái ung dung và tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ. Trong làm việc thì nhanh nhạy, dễ tiếp thu cái mới mẻ. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng có nhược điểm, lúc gặp khó khăn sẽ hay dao động, có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Một số Mậu Ngọ cũng ham thích chơi bời hay sinh hoạt xa hoa, buông thả, tình cảm dễ bị kích động và tùy hứng. Số đông tính tình nóng nảy, thiếu kiên trì nhẫn nại, đôi lúc lại chủ quan, cố chấp và không lường tới hậu quả khi hành động. Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ, cuộc đời của họ luôn gặp nhiều niềm vui và may mắn, ít khi chịu nhiều khổ đau và buồn phiền. Tuy nhiên đôi lúc họ vấp phải những sai lầm và thất bại không đáng có bởi sự chủ quan nóng nảy của chính mình. Nếu như khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị và có quyền lực trong xã hội. Mậu Ngọ là những người có cá tính, thẳng thắn, độc lập, tự cường, khẳng khái và có lòng tự tôn lớn. Thường tự tay gầy dựng sự nghiệp mà ít có sự giúp đỡ. Trong cuộc đời nhiều lần phải trải qua tai nạn nguy hiểm nhưng nhờ ân đức của tổ tiên nên được tai qua nạn khỏi. Tuổi trẻ thường vất vả,
càng về già mới càng ổn định. Phần lớn phụ nữ Mậu Ngọ tính tình cương trực, thẳng thắn, nóng giận nhưng dễ tha thứ. Những người có số mệnh này tuổi trẻ thường lận đận, có thể lập nên sự nghiệp nhưng dễ bị tiêu tán tài sản, gần 40 tuổi mới ổn định sự nghiệp. Số này thường gặp trắc trở về đường tình duyên và lận đận với gánh nặng gia đình. Đi vào cuối trung vận, bản thân mới có kinh nghiệm và nhận rõ ràng, ăn ở chân thật. Có thể nói, nữ Mậu Ngọ là người cao số, hậu vận cũng có nhiều cơ hội làm nên sự nghiệp to lớn nếu biết tạo thêm phước đức. Nhược điểm lớn nhất của Mậu Ngọ là đôi khi họ khó chấp nhận những khuyết điểm của chính bản thân mình. Nhưng bạn có biết không? Có khuyết điểm cũng là điều tốt. Khi bạn chấp nhận khuyết điểm của bản thân, không trốn tránh nó cũng là lúc bạn học được bài học về cuộc đời. Bởi vì chúng nhắc nhở ta sống bao dung hơn với lỗi lầm của người khác. Ta cũng có cái sai của ta và họ cũng có cái sai của họ, thì làm gì bạn có quyền đánh giá ai? Mà cũng đừng mong rằng ta hoàn hảo quá, có khiếm khuyết để ta may mắn đến với những người khác cũng là một điều hay. Bất cứ lúc nào bạn quá bận tâm, bất mãn với những khuyết điểm của mình thì ngay lúc đó bạn nên lấy những may mắn và những ưu điểm của mình ra làm món quà trao tặng cho những người thiếu may mắn. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho chính bản thân bạn. Đâu cần phải cứ có mọi thứ mới là hay, là tốt. Ta nên nhận biết rằng, những cái mình đang có vẫn nhiều hơn những gì mình không có, và còn có nhiều hơn những người bất hạnh khác nên từ đó ta sẽ không so đo với người khác nữa và càng quý trọng những gì mình đã và đang có hơn. Thế nên, đừng tự ti với bản thân vì những khiếm khuyết đang có. Hãy tự kiềm lại và tu tập để chuyển hóa những khiếm khuyết còn lại của bản thân mình Mậu Ngọ nhé. Về cơ bản, năm 2024 được đánh giá là một năm bình hòa, ít sóng gió với bản mệnh. Mưu cầu công danh vẫn có những tín hiệu tích cực. Vấn đề tài chính cần hết sức thận trọng, đầu tư làm ăn tránh ra các mối mạo hiểm hoặc đỏ đen. Đường công danh sự nghiệp của tuổi này trong năm 2024 vẫn chưa có nhiều sự đột phá. Mọi thứ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không đạt thành công rực rỡ. Tuy nhiên, có câu đức năng thắng số, bạn vẫn có thể tự mình cải mệnh bằng việc nỗ lực nhiều hơn và trang bị cho bản thân những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết. Trong năm gia chủ cũng cần đề phòng họa thị phi khẩu thiệt, kiện cáo pháp luật. 2. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn bình hòa, vận khí đi vào giai đoạn tích lũy, bình ổn, không có biến động nào quá lớn. Công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm đều duy trì ở mức hài hòa, không có quá nhiều trở lực. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, biểu thị cho cấp dưới, bạn bè, đồng nghiệp, cùng phe, tranh đoạt, khắc cha, quan hệ anh chị em. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Ngọ 1978 cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng 3 này khá trầm lắng, chủ yếu là bởi chính bản mệnh cũng không có tinh thần phấn đấu vươn lên. Bạn chỉ cố làm sao để hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình chứ không ôm ấp những nguyện vọng lớn lao. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm tử khiến bạn chỉ quan tâm đến công việc của mình, không muốn bị người khác can thiệp nên quan hệ xã giao khá hạn chế. Bản mệnh cũng ngại học thêm những điều mới mẻ, chỉ muốn tiếp tục với những cái quen thuộc đã có sẵn. Bạn vẫn có tinh thần cẩn thận, không để mình mắc phải những lỗi sai, nhưng đó là không đủ nếu bạn muốn chạm tới một cột mốc mới cho công việc của mình. Tình hình tài chính cũng không có nhiều biến động bởi bạn chủ yếu vẫn làm những công việc quen thuộc, chưa có nhiều đột phá. 2. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 3 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 3 năm 2024 âm lịch trên phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của bạn chủ yếu rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ trong tháng này. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử, bạn không đặt ra quá nhiều mục tiêu cao xa cho mình. Một số người hài lòng với bản thân nên quyết định chỉ làm cho xong nhiệm vụ của mình, không muốn làm việc để khẳng định vị thế của bản thân. Bạn thích làm việc một cách độc lập chứ không muốn người khác can thiệp. Thậm chí dù có vướng phải khó khăn, bạn cũng thường chọn cách yên lặng tự tìm phương án giải quyết chứ không chia sẻ với mọi người. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi không cần thiết. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Túi tiền của bạn không có biến động nào đáng chú ý trong thời gian này. Bạn chủ yếu vẫn kiếm tiền theo cách cũ, với những đối tượng khách hàng, đối tác cũ nên dù nguy cơ không xảy ra nhiều, song tiền chảy vào túi cũng khá nhỏ giọt. Thời điểm này,
đa số bản mệnh chỉ có tư tưởng kiếm tiền sống qua ngày chứ không muốn làm giàu. Bạn hài lòng với những gì mình đang có và quyết định cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Tất nhiên, đôi khi bạn có thể cho phép mình nghỉ xả hơi, song đừng nghỉ quá lâu kẻo bị đối thủ vượt qua. Bạn không cần vội vàng thử sức mà hãy trang bị đầy đủ những gì cần thiết, để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn đã sẵn sàng nắm bắt và tránh cho mình được nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Phương diện tình duyên. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 3 năm 2024 âm lịch, chuyện tình cảm của bạn có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, thậm chí hai bạn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn hay gặp phải những điều không như ý ngoài xã hội, bạn cũng luôn cảm thấy thoải mái khi về đến nhà. Con giáp này thường tâm sự với nửa kia để được tháo gỡ khúc mắc. Có thể chính người ấy sẽ giúp bạn tìm ra những hướng đi chính xác, giúp công việc tưởng chừng bế tắc cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên, việc vợ chồng bất đồng ý kiến thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra, nhưng vì cả hai người đều đã chín chắn nên hiếm khi để xảy ra tranh cãi. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 3 năm 2024 âm lịch, điều đáng mừng là tình hình sức khỏe của bạn khá ổn định trong khoảng thời gian tháng 3 này. Bạn ít khi rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi nên tinh thần thường được nhẹ nhõm, đồng thời công việc không quá bận rộn khiến bạn có thời gian quan tâm hơn đến cơ thể mình. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hưởng thụ, bạn chuyển sang rèn luyện thể thao và đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành hơn. Hãy cố gắng duy trì thể trạng này trong khoảng thời gian sắp tới. Có như vậy thì bạn mới có tinh thần và sức lực bắt tay vào những kế hoạch mình đã đặt ra. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.